Vâng, xin kính chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Tâm Audio. Rất vui hôm nay em lại được tiếp tục trở lại với anh em để bán cho anh em một cái dòng mic bãi cực kỳ là rẻ luôn em nhé. Một cái dòng mic bãi hàng của Đài Loan, mic Hi-Fi Music, mã là U1000. Đây là tất cả là hàng thanh lý phòng hát anh em nhé, tất cả là hàng thanh lý phòng hát. Đấy, và để cảm ơn những anh em nào đã theo dõi kênh của em, hôm nay em thanh lý cho anh em cái lô mic này với cái giá cực kỳ là rẻ luôn anh nhé. Đấy, anh em xem video vui lòng cho em một nút like và đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất bên em, và anh em cho em một nút like để em có thêm động lực để em thanh lý cho anh em những cái bộ mic bãi cực kỳ là chất lượng mà giá cực kỳ là rẻ anh em nhé. Đấy, và bây giờ em giới thiệu qua một chút về cái mic này, rồi em test tiếng cho anh em xem là cái giá trị tiền như thế này nó có phù hợp với một cái bộ mic như thế này không anh em nhé. Đấy, thì đầu tiên em giới thiệu qua về cái hình thức của cái đầu thu. Đây là cái mic Hi-Fi Music anh em nhé, mã là U1000. Đây tất cả là hàng thanh lý phòng hát ở bên đài bên Trung Quốc em nhé, hàng đài sản xuất tại Đài Loan. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Cái lô này thì nó chỉ có mười mấy 20 bộ thôi em nhé. Đấy, và hôm nay em sẽ để cho anh em cái giá chỉ có hơn triệu thôi. Đấy, đây là cái hình thức của cái đầu thu đây anh em. Đây hình thức của cái đầu thu này. Đấy, cái mặt của nó thì là mặt màu đen anh em nhé, Hi-Fi Music. Đấy, mã là U1000. Đấy, đây là những cái nút dò, cái này là dò sóng bằng hồng ngoại em nhé, anh em xét bằng hồng ngoại, cái mắt hồng ngoại đây. Đấy, và cái mic này thì là hàng thanh lý phòng hát, thế nên là những cái những cái nút mà vặn volume này anh em ạ, đấy những cái nút vặn volume này là họ ấy tháo hết ra rồi em nhé. Đấy, tất cả một cái lô mic là họ ấy đều tháo hết cái nút vặn volume ra rồi, và chủ yếu là chỉnh ở trên vang. Cái này là mục đích là họ cố định mic, không để cho khách là vào là chỉnh cái mic này anh em nhé. Đấy, okay, nếu mà anh em muốn chỉnh cái mic này, anh em có thể là dùng cái tô vít anh em cho vào đây anh em vặn. Đấy, và vặn một cái mức cố định, và tất cả là anh em là chỉnh ở trên vang, tất cả là chỉnh ở trên vang hoặc là trên amply. Còn ở đây là cái bên trong của cái mic. Cái con này nó chạy cái chip xử lý là micro chip. Đấy, nó xử lý là cái chip là micro chip. Đấy, rất đặc trưng của mic bãi Đài Loan anh em nhé. Đấy, có 4 hộp sóng. Đấy, con này là sử dụng cái sóng kép nên là sóng nó rất là khỏe. Và cái con này hoàn toàn là sử dụng là tụ nhôm anh em nhé. Nó hoàn toàn là sử dụng tụ nhôm anh em nhìn nhé. Đấy, toàn là tụ nhôm. Đấy, những cái dòng mic tụ nhôm này tiếng cực kỳ là hay luôn. Đấy, nó rất là trong tiếng mà nó rất là bay. Còn đây là cái phía sau của cái mic anh em. Đấy, gồm hai rắc ca lông, một rắc 6 ly. Đấy. Còn đây là cái tay mic. Cái tay mic của cái mic này thì em đã dọn sạch sẽ rồi em nhé, dọn rất là sạch sẽ luôn. Đấy. Đấy, nó rất là sạch đẹp luôn anh em nhìn kỹ không ạ. Cái này em bao cho anh em là cực kỳ là bền luôn, bảo hành cái sơn này 5 năm anh em nhé. Đấy, cái sơn này là sơn tĩnh điện nên là nó rất là chắc anh em nhé, nó sơn tĩnh điện nó rất là chắc luôn. Đấy, nó không như những cái sơn kia. Bây giờ em thử qua cái tiếng để anh em nghe nhé. Đấy, em bật cái nút nguồn này ra. Đây em alo anh em nghe thử qua cái tiếng của cái mic này anh em nhé. 1 2 3 4 5 6 7 D 1 2 3 4 5 6 7 D 1 2 3 4 5 6 7 D. Cái mic này tiếng của nó rất là hay em nhé, tiếng của nó cực kỳ là hay luôn, hát rất là nhẹ. Đây em ngồi cách loa có mấy mét đây nhưng mà gần như là không hú rít anh em nhé, gần như là không hú rít luôn. Và cái lô mic này chỉ vì là nó tháo mất những cái nút này ra thôi anh ạ. Đấy, chỉ vì nó tháo mất những cái nút này ra thôi nên là bình thường cái mic này bình thường là giá là 1.500.000 anh em nhé, bình thường là 1.500.000 ấy, nhưng mà nó bị hai cái volume này đấy, là gần như là tất cả các cái mic là nó bị tháo hai cái volume ra rồi, nó bị tháo hai cái nút vặn ở ngoài ra rồi, nhưng mà vẫn chỉnh được anh em nhé, cái này là vẫn chỉnh được. Em bớt cho anh em 200.000 một cái nút này anh em nhé, 200.000 một cái mỗi cái lắp nhựa nhỏ để nó lối thêm để nó vặn đây thôi. Đấy, cái mic này bán 1.500.000, em bớt cho anh em là mỗi một cái nút này là 200.000, mỗi một cái nút này 200.000 anh em nhé. Đấy, chỉ có 1.100.000 và em bớt tiếp cho anh em là 150.000 nữa là 1.050.000 anh em, 1.050.000 một cái bộ mic bãi Đài Loan.
phải nói là thực sự nó rất là chất lượng em ạ. Cái giá này gần như là em bán là không có lời lãi gì luôn em nhé, gần như là không có lời lãi gì luôn đấy. Cái này cũng là để em gần như là em để em cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của em trong cái thời gian qua, và em biết là có rất là nhiều anh em đang cần những cái mic thanh lý chất lượng đấy mà hình thức đẹp mà giá lại rẻ. Nếu anh em không quan trọng về hai cái lúc này đấy, chỉ có 1.050.000 một cái bộ mic bãi Đài Loan đấy, tiếng cực kỳ hay luôn đấy, hàng thanh lý phòng hát rất là đẹp anh em nhé, chỉ có 1.050.000 thôi. Anh em nào mà chốt cái mic này 1.050.000 vui lòng gọi điện cho em theo cái số là 0369797955 hoặc là 0912797955. Chỉ có 1.050.000 và chỉ có mười mấy bộ này thôi em nhé, anh em nhanh tay anh em nhé. Chỉ có 1.050.000 đấy, bao test bao ship bảo hành 3 tháng cho anh em đấy, phải nói là nó quá rẻ luôn anh ạ. Đấy, mic Hi-Fi Music mã là U1000 đấy, chỉ có 1.050.000 một bộ đấy, bao ship bao test bảo hành 3 tháng cho anh em. Anh em nhận hàng anh em được kiểm tra được test thử anh em nhé, anh em nhận hàng anh em được kiểm tra được test thử, nếu mà hài lòng thì là thanh toán anh em nhé. Đấy, rất là rẻ luôn, em bao hay hơn tất cả những cái dòng mic mới anh em mua 2.5-3 triệu trên thị trường anh em nhé, hay hơn rất là nhiều luôn những cái dòng mic đấy em nhé. Chỉ có 1.050.000 nó rẻ quá là rẻ luôn, nó chỉ bằng, thậm chí nó còn chưa bằng một cái đôi mic dây anh em nhé. Một cái mic dây bình thường bây giờ nó đã rơi khoảng tầm 600-700.000 rồi đấy, nhưng mà một cái bộ mic không dây đấy, hai tay luôn, hai tay mic một đầu thu mà chỉ có 1.050.000 đấy, nó quá rẻ luôn nhá. Mà tiếng em bao cho anh em là hay hơn tất cả những cái dòng mic anh em là mua ở trên thị trường với cái giá 2.5-3 triệu anh em nhé. Đấy, có mấy bộ thôi đấy, nhưng mà nó rất là đẹp anh em ạ. Đấy, anh em nào mà mua thì liên hệ với em nhé, 0903697975 hoặc là 0912797955, cái số điện thoại em để dưới góc màn hình anh em nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Xin chào toàn thể anh em, hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo.